Sáng ngày 24 tháng 10, Chi bộ ấp Vĩnh Bảo tổ chức đại hội đảng viên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là đơn vị được đảng bộ xã Vĩnh Hậu chọn làm đại hội điểm để các chi bộ học tập rút kinh nghiệm. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quyện Âu Phú, ông Nguyễn Văn Thao, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Ấp Vĩnh Bảo có tổng diện tích 273 ha với 1.047 hộ, tương đương hơn 4.000 nhân khẩu. Thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất giả. Chi bộ ấp hiện có 56 đảng viên, đa phần đang công tác tại cơ quan ban ngành đoàn thể xã, ấp. Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, chi quỹ chi bộ ấp đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, bám sát tình hình thực tế địa phương. 100% đảng viên được học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Mọi cán bộ, đảng viên luôn chủ động đăng ký làm theo bác bằng những việc làm cụ thể. Các cuộc họp thường kỳ, chuyên đề hàng tháng, hàng quý được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo quy định, thông qua cuộc họp đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá từ 3 đến 5 đảng viên, qua đó giúp đảng viên kịp thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, cũng như giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn ấp. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ ấp phối hợp các ngành đoàn thể xã hỗ trợ trên 10 tấn gạo cho hơn 500 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn, vận động quỹ vì người nghèo, quỹ cây mùa xuân, trao tặng hơn 750 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trị giá trên 100 triệu đồng; hỗ trợ các mới 35 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá khoảng 3 tỷ đồng; giới thiệu cho 91 hộ dây vốn trên 400 triệu đồng. Chi bộ ấp Vĩnh Bảo còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 10.000 mét vuông đất, nâng cấp đường giao thông, đường cổ nội đồng với chiều dài hơn 3.000 m các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ ấp được đảng bộ xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và năm 2023. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Tâm, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã ghi nhận những kết quả chi bộ ấp Vĩnh Bảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới chi bộ ấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên vừa có phẩm chất tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm với công việc, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao quan tâm triển khai hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác quốc phòng an ninh ở địa phương. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, đại hội đã bầu năm đại biểu vào chi quỹ chi bộ, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Đoàn Thanh Phong tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử bí thư chi bộ ấp Vĩnh Bảo lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2027. <laughs>